thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti á, con hơi tự ti tí thì con không có định tỏ tình. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè, đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Còn em mà kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi trai. Dạ. Trai. Sao có căng thẳng không vậy cưng? Hơi căng thẳng đúng không? Hãy thoải mái lên để cùng trò chuyện với nhau nào. Chia sẻ coi nào, mình tên gì, mình ở đâu nè. Dạ chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn nam, em là Phan Thị Thanh Nhàn. Thì em sinh 96, hiện tại 25 tuổi. Mình làm việc tại Hồ Chí Minh, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì em làm công việc là về bên mảng ngân hàng mà sale về dạng vay á chị. À, mai mốt tôi tới vay là nhớ ưu tiên tôi nghe không? Dạ, có cần thì cứ liên hệ em. Ok, đó, xin mời nhà trai ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Chào bạn nữ kế bên và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Quốc Việt, con năm nay 29 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm kỹ sư xây dựng ở quận 12 ạ. Kỹ sư xây dựng làm quận 12? Dạ. Quê ở đâu? Dạ con quê Tiền Giang ạ. Tiền Giang là huyện nào? Dạ Cai Lậy ạ. Cai Lậy. Rồi bây giờ là nhà gái cho nhà trai biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ thì nói về ưu điểm của em thì chắc biết nấu ăn, tính cũng hiền, sống cũng thoải mái, lạc quan. Quên những cái chuyện mà mình buồn á, dễ quên lắm. Dễ quên, sống dạ, rất là tích cực đúng không? Dạ. Rồi còn cái khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm thì chắc là ban đầu ai tiếp xúc em cũng thấy là em là người ít nói. Với lại em cũng kiểu mà hay giận chị. Hay giận vậy thôi, giận nhưng mà thường á, giận lâu không? Hay giận rồi tự quên thôi. À vậy đó hả? Được, giận dạ. Tự quên được, giận chị quên tự làm hòa luôn. Tự làm hòa luôn. Dạ. Với lại chắc hơi nhạt xíu. Hơi nhạt á hả? Dạ, đúng. Không, nhạt hay mặn là để người đối diện người ta chút xíu người ta sẽ có cái nhận xét nha. Rồi mời bên nhà trai. Dạ thưa cô Hồng Vân á, là thì điểm mạnh của con á là con cũng hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm cho công việc, nhiệt huyết. Nói chung thì con cũng biết chơi thể thao, rồi ca hát. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Dạ. Hai bạn tự nhận thôi à. Dạ. Thôi con hát bài thôi coi. Hát bài cho nó sôi động lên coi nè. Nhưng mà con hát một bài nó không có được vui, nói chung hơi buồn. Thôi kệ con đi. Con chuẩn bị có một bài à cô. Không sao đâu, tại vì con biết sao, chưa mở rào con có quyền hát nhạc buồn nghe. Thôi con cũng góp vui một bài hát. Bài Bông Hoa Đẹp Nhất ạ. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. con quên lại rồi. Hơi run chút. Dạ. Bạn bên đây sẽ là bông hoa của con nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn thua do cái gọi là bản lĩnh của con sau khi mà cái rào được mở ra. Dạ. Đúng không? Đừng có hát lộn bài bông hoa này là của chung. Rồi vậy bây giờ con nói đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì chính thức thì con không có mối tình nào ạ. Tại chính vì con là chưa đúng không? Dạ con thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti á, con hơi tự ti tí thì con không có định tỏ tình. Lúc mà nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng rồi, thường là vậy. Thôi giờ có đừng nói con ơi, nói rằng tao lấy chồng hết luôn à. Dạ. Có nghĩa là bây giờ khi mà con đến chương trình này là sẽ không có được đơn phương nữa nha. Dạ. Không được tự ti nữa nha. Dạ. Và con phải xác định rằng cái bông hồng đó là của con nghe không? Dạ. Vậy là con mong ước là cái mẫu người bạn gái của con sẽ như thế nào? Dạ thì con thích một người phụ nữ thì dịu dàng á, dễ thương, có nụ cười tỏ nắng. Tính tình thì hiền lành đó, hiền con lành. Biết lắng nghe chia sẻ đó, con. Nhiều khi con cũng hay kể chuyện cuộc sống đời tư nhiều á. Thì con kể ra con sợ mấy bạn chạy. Phải biết kể sẻ chia tâm sự ha. Dạ. Về ngoại hình á thì con có cái mẫu hình lý tưởng nào ở ngoài đời không? Cái mẫu hình của con á thì con thích các bạn nữ á thì là dáng mảnh mai á, cao trên 1m55, tóc đen, tóc dài, kiểu giống như là
anh chị em ở miền Tây mình á. Thích miền Tây. Con gái miền Tây đúng không? Dạ. Mạnh khảnh tóc dài ha. Dạ. Ông chờ nha, hả, tôi ú hoàng cái ông coi bên tôi có tỏa nắng hay không nha. Con gặp chú Linh con cười liền cho cô nghe không? Rồi 1 2 3 gặp đi con. Chào chú. Tỏa. Rất tỏa thấy chưa? Xinh rồi nha. Bé 25 tuổi đó. 25 tuổi, trẻ trung, năng động ha, và đây là chưa có mối tình nào hết, chỉ yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ. Ê, em cũng cũng giống giống vậy. Giống giống vậy hả? Chưa có mối tình nào chính thức. Chưa luôn hả? Dạ. Hay rồi nha, hai bên này hay à. Mà lý do tại sao vậy ta? Xinh xắn, đáng yêu như thế này mà nghề nghiệp lại ổn định nữa, tại sao lại chưa có mối tình nào? Mình khó quá hay gì? Giống như em chưa thấy ai thích hợp đó chị. Vậy hả? Vậy giờ sao là thích hợp nè? Cái đó tùy vào cái nhìn đầu tiên á. Em thì muốn tìm người về ngoại hình thì ưa nhìn. Rồi tính tình thì vui vẻ. Với lại là mình có trách nhiệm. Em không thích á là mình đừng có một dạng mà gia trưởng, một vũ phu. Về cái tính cách á thì chín chắn xíu giúp em. Tôi nhìn mấy cô này tôi biết là hay mê phim Hàn Quốc lắm rồi. Đúng không? Dạ. Có mẫu hình giống ai coi. Em cũng là một fan girl. Em thích nhóm nhạc. À đúng nhóm nhạc. Gì nè? BTS à gì? À nhóm Wonderwall. Mà nhóm bây giờ tan rã rồi nên em cũng hạn chế lại. Hạn chế lại Wonderwall. Bên đây là tỏ tình cô nào cũng đi lấy chồng. Bên nào thích nhóm nào nhóm nó tan rã. Đây nè đó. Tới em có mang ảnh nhưng mà em chỉ là dạng mà mình thần tượng thôi. Đâu, còn đâu về... đâu đưa lấy coi đi. Đâu rồi thích anh nào? Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Thôi kệ, đó là gọi là hình dung lý tưởng thôi. Dạ. Thôi hỏi đi với ai đi. Đúng rồi. Cưng đi với ai nè? Dạ thì em đi chung với nhóm bạn của em. Dạ em chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Thì con là bạn của chị Nhàn. Nhàn là một người tuy là nhìn bề ngoài có vẻ ít nói nhưng mà Nhàn có vẻ sâu sắc. Nếu mà anh muốn tìm một người lắng nghe thì chị Nhàn sẽ là một người dễ lắng nghe. Còn anh thích nụ cười tỏa nắng á, thì hy vọng là anh sẽ tạo cho chị Nhàn nhiều cái trường hợp để chị Nhàn có thể cười tỏa nắng. Và em hy vọng là hai anh chị đến đây đó là một cái duyên rồi, thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo nhau một cơ hội để mình tìm hiểu với nhau xem mình có hợp nhau hay không. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Con đi với ai vậy? Dạ, con đi với bạn thân của con. À, cũng bạn thân luôn. Bạn thân đi ghi ghét chép dữ lắm luôn nha. Đây tôi để ý từ đầu là ghi từng chi tiết, tóc dài, đeo kiến ha. Thì mình nhận xét bạn Nhàn á, đầu tiên á là hai người quê ở gần nhau. Thứ hai á là hợp tuổi nữa. Và thứ ba á là có nụ cười tỏa nắng. Mình cảm thấy là hai người rất hợp nhau. Nhưng mà để tiến tới dài lâu á thì phải có dành thời gian để tìm hiểu. Thì mình mong hai người đến đây á sẽ cho nhau một cơ hội. Nãy giờ thấy nhà trai ghi gì vậy? Ghi giúp bạn về sở thích của bạn nữ. Ghi về nhắc ghi về sở thích để lúc cua đó người ta đoán ý được. Ghê thiệt chứ. Trời chiến lược hết rồi. Có chiến lược chiến thuật hết trơn rồi. Ghê thiệt. Theo có người ghi chép về sở thích luôn. Dạ đúng rồi. Ơi. Được á, có chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Mở rào. Tôi xin gửi tặng không? Dạ. Gửi tặng em một món quà. Rồi mở ra đi chứ, dạ, mở ra nào. Quà tặng anh. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ, rồi. Em cứ mở ra xem món quà anh tặng thì có hai món. Là cái món đầu tiên là cái quyển sách Ai là thầy thuốc tốt nhất cho bạn. Rồi cái thứ hai là cái vòng đeo thông minh. Thì anh cũng có sở thích là ban buổi chiều anh hay đi bộ, anh hay đeo mấy cái vòng thông minh để mình đi vòng vòng mình đếm sức khỏe mình. Thì anh tặng cho em để mong là mỗi buổi chiều thì hai ta có thể đi bộ trong công viên hay là gì đó để tập thể thao. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, còn quà của bạn gái là gì nè? Một cái lọ thủy tinh với những cái tờ giấy note á. Cái lọ này thì người ta thường hay kêu là lọ điều ước á. Mình viết những cái kỷ niệm hoặc là những cái điều mình muốn chia sẻ thì mình có thể viết vào đây. À rồi, dạ. Đúng rồi. Rồi, để quà anh đây đi cưng. Em có nhận xét gì vậy anh nghe từ lần đầu không? Gặp không? Em thấy anh cũng có vẻ là hiền. Mình cũng ít nói, chắc là mới gặp mình cũng ít nói như em á. Đúng rồi, thường thường thì ít nói lắm. Trong công việc thì mình có thể nói này nói kia, nhưng mà sau cái công việc thì cũng ít nói lắm. Kiểu như cũng sống nội tâm á.
Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À vậy là em cũng dạng là mình kiểu như mình lắng nghe chia sẻ, anh hay kể chuyện nhưng mà anh kể chuyện nó hơi buồn thôi à. Dạ. Sao cứ kể chuyện buồn rồi hát nhạc buồn hoài vậy trời? Con không biết nhưng mà con thích nghe nhạc buồn lắm cô. Vậy hả? Con nghe nhạc của Hoài Lâm á. Con hát những cái bài đó. Muốn làm chi em ơi. Dạ, đúng rồi. Đó là một cái người đằng sau lưng cũng thích nghe cái nhạc đó dữ lắm. Duyên. Dạ. Rồi con này là gì? Hợp đồng yêu thương là sao đây? Trời ơi, đánh máy rõ ràng vậy đó hả? Rõ ràng luôn. Giống như bay ngân hàng của ai vậy? Dạ, đây, đây, dạ của em. Nhà nữ nè, đây. Rồi, đây em đọc coi gì vậy? Dạ, giống như là em muốn gửi đến bạn trai là nếu mà mình có bấm nút ra về á, thì em muốn gửi tới một số cái thỏa thuận ban đầu thôi. Giờ mình đọc thử coi nè, 1, 2, 3 đôi điều coi nè. Dạ, yeah, để anh đọc cho. À, hôm nay vì một mục đích bền vững, vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi gồm nhà gái Phan Thị Thanh Nhàn, nhà trai Nguyễn Quốc Việt, thỏa thuận đôi bên vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có việc đột xuất không thể nào sắp xếp, nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Cả hai phải chung thủy. Nếu lỡ một bên say nắng, thích một ai đó thì bắt buộc phải nói ra, không được nói dối giấu giếm, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Điều 4, cả hai cần chia sẻ không chỉ là niềm vui mà cần cả những nỗi buồn để được thấu hiểu, san sẻ và gắn kết nhau hơn. Điều 5, cần tôn trọng sở thích của đối phương, sở thích lành mạnh. Điều 6, bên A đôi khi hay giận hờn vu vơ, mong rằng bên B đừng giận lại, bên A sẽ tự làm hòa thôi mà. Điều khoản thi hành là hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung thêm, có sự thống nhất của đôi bên. Việc ký vào hợp đồng này xác nhận tôi đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện những điều khoản trên. Hợp đồng này chia làm hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm ngân hàng quen. Rồi để ra đi, dạ. Hồi hai đứa trao đổi, dạ. Nếu được thì ký vô. Trời, hợp đồng trái tim mà không ha, dạ. Nhìn đẹp ghê. Em cũng hay thường ghi cái đó hay sao? Kiểu như mình phải làm đúng mới được hay sao? Dạ không, kiểu như em là mình tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn về cái cứng nhắc như vậy thì mình có thể là mình chỉnh sửa, mình dung hòa lại nó phù hợp rồi. À, nói chung thì là anh đáp ứng được khoảng hơn 50% những cái đó của em yêu cầu ra rồi. Dạ. Yeah. Em tiến tới hát một bài gì đó em thích nãy em chuẩn bị đó tặng cô gái đi. Dạ. Yeah. Rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Cho xin nắm tay cái hát một bài. Hát cái bài Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình đó. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đó. Mời bạn gái. Phải bài này mới được chứ. Ký luôn hả chú? Đứng đây. Chưa. Đây là bản hợp đồng của nhà gái soạn. Nếu hai bên đồng ý thì nó đồng ý. Đồng ý hết chúng ta ký vô. Họ bấm nút. Còn họ không ký thì họ bấm nút luôn. Bên bè. Thích bên nào đó rồi ký. Dạ. Bên bè. Ký tên. Hai bên đã ký hợp đồng hôn nhân. Bạn muốn hẹn hò chấp nhận. Ngồi xuống ghế bấm nút. Dạ. 1 Để đây. 2 Để tay vô đây. 3 Bắt. Rồi đó. Thủ tục thôi. Hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau bằng bản hợp đồng hôn nhân rồi. Dạ. Bây giờ là mình có nhà gái đang xem chương trình. Mình nói gì với hai bác? Dạ, ở sẵn đây thì con cũng xin phép hai bác cho con làm quen và hẹn hò với em Nhàn. Thì con hứa có trách nhiệm với những lời mình nói ra thôi. Dạ, con xin phép con được hôn em Nhàn. Hôn luôn, xin luôn, hôn luôn kìa, dạ. Chưa được rồi, còn quyền của bà mối cho. Xin hôn luôn. Coi lâu lắm rồi. Rồi dạ, thôi, cho hôn đi. Giữa lấy món quà mà chúng ta đã tặng nhau trong ngày gặp gỡ đầu tiên. Đây là hợp đồng tiền hôn nhân của con. Nhớ nha, làm theo hợp đồng nha. Dạ.
Chúc mừng hai đứa. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Xin mời hai bạn đi bên này. Dạ. Đáng yêu quá. Em cảm ơn chị Hồng Vân. Không có gì em, vui quá ha. Rất là vui. Thực sự chương trình Bỗng Hẹn Hò càng ngày càng chứng tỏ là cái chương trình này càng ngày càng uy tín. Từ những cái bạn mà quá nhỏ, ví dụ như mới 22 tuổi nè, thậm chí là 20 tuổi nè, cho đến những anh chị lớn như vậy vẫn tin tưởng hoàn toàn vào chương trình của mình. Hôm trước có chú kia sao lầm luôn. Đó. Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có 3 mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì... Trời ơi, xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối tôi. Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện... Em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Em thấy là ngược đời em rồi đó. Anh trai, mời đi anh trai. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin phép cho em người chào anh Huyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên cùng chơi. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay và trên màn hình nhỏ. Chúc cả nhà mình sẽ có một ngày thật là nhiều năng lượng ạ. Hay quá. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hữu, hiện tại 25 tuổi, quê quán là ở Bình Thuận. Và với công việc hiện tại của em là một MC cũng như là một voice talent. Và ngoài ra em còn đang đào tạo về mảng truyền về giọng nói truyền cảm, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh và khán giả đang ngồi ở khán phòng. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Phượng, em năm nay 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là một người mẫu tự do với quán gốc của em ở Đà Nẵng. Điểm mạnh điểm yếu của Trọng Hữu là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì như cả nhà mình đang thấy là em có thể chơi guitar, có thể hát. Cũng như là về tính cách thì em chịu khó, với lại nhẫn nại. Thì nhược điểm của em là cái tính em lại hay quên một chút. Với lại con trai mà thì cũng có một chút gì đó nó hơi buồn buồn. Thì hy vọng rằng là bạn nữ bên kia sẽ là phép cộng cho cái nhược điểm của em. Dạ. Rồi vậy thì mình hãy nghe về ưu điểm nhược điểm của bạn gái coi có thể bù trừ được hay không nha. Ưu điểm của em thì em đã quyết tâm làm được cái gì đó thì em sẽ cố gắng hết sức để em làm. Nhược điểm thì chắc là nóng tính. Nhưng mà khi nóng tính thì em sẽ thích ở một mình thì em không muốn là lây truyền cái cảm giác tiêu cực cho những người xung quanh em. Trời, cô gái bên đây xinh quá, tôi muốn nhìn hoài luôn á trời. Chị cũng xinh. Bây giờ mình nói sơ cho nhà gái nghe cái đường tình duyên của mình đi Trọng Hữu. Dạ, thì hiện tại thì em vừa trải qua một mối tình vào năm đại học. Do hai đứa sau khi mà ra trường thì mỗi đứa làm một hướng, mỗi ngành khác nhau. Nên dần rồi cũng hai đứa thì cũng dừng lại do hết duyên ạ. Đường tình duyên của mình như thế nào cưng? Dạ, đường tình duyên của em thì hơi trắc trở. Em có 3 mối tình là em sâu đậm nhất. Thì có một mối tình mà em nhớ nhất cho tới hiện nay thì tụi em quen nhau được 1 năm hơn. Thì sau đó thì vì một lý do gì đó, có thể là tự em cảm nhận, chắc là vì ảnh về gia đình hoặc là vì ảnh muốn cố gắng nhiều hơn cho công việc của ảnh, cho nên là ảnh quyết định chia tay em. Lúc nào em cũng là người để làm hòa hết, lúc nào em cũng là người nhẫn nhịn. Ảnh cũng quan tâm, ảnh cũng chăm sóc em, nhưng mà tại vì không có một cái lý do chính đáng nào cả, cho nên là em cũng có một cái gì đó gọi là tiếc nuối ha. Rồi vậy thì mình nói luôn về cái mẫu hình lý tưởng của mình đi. Thì chắc là kiểu ân cần, ấm áp, yêu thương, quan tâm em thật lòng, quan trọng là chân thành với em. Rồi còn điều gì mà em không thích? Có thể là gia trưởng và vũ phu. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ, chị nghe cái giọng em là nó quen dữ lắm. Em có hay làm những cái clip ở trên TikTok không? Dạ có. Hèn gì, giọng đẹp quá trời luôn. Dạ, em cảm ơn chị Lan nhiều. Giọng bên đây rất đẹp, mặt rất đẹp, bên kia giọng cũng đẹp, mặt cũng rất là đẹp luôn. Hai bạn giống như sanh ra là dành cho nhau vậy đó. Có gia trưởng không em? Dạ, em thì không có gia trưởng chị. Có vũ phu không? Dạ, không luôn. Ừ, em nói ừ một cái, em dạ. Có một cái là chị mời em xuống dưới liền. Dạ, em ngoan, em hiền lắm chị. Chị đùa thôi. Dạ. Vậy thì còn em thì sao? Tiêu chí của mình có cái gì? Thì em nghĩ bạn nữ cao, xem vai em là được rồi. Với lại về cái tính cách thì em chỉ cần bạn đó hiểu chuyện một chút, biết chia sẻ là được. Hình như bé em có, em đã đạt được cái danh hiệu gì rồi đúng không? Dạ, có ạ. Em đã từng đạt
danh hiệu đại sứ miền Trung của cuộc thi Việt Nam Fitness Model 2021. Trời ơi, dữ dằn quá. Cô phai khủng. Bên đây cũng đạt được nhiều danh hiệu chứ bộ. Em thì lúc mà còn sinh viên thì em được giành quán quân của bên MC của Việt Phai, với lại em giải nhì trong cuộc thi thuyết minh cấp tỉnh. Dạ, thấy trời chưa? Xứng lứa vừa đôi. Và người đạt giải không? Cũng môn đang hổ đối, tôi coi mắt nhà gái thôi. Xin chào chú. Dạ con, dĩ nhiên là của người mẫu xinh đẹp rồi. Có thích làm MC không? Dạ, thích. Đóng phim không? Dạ. Đó. Nói chung là làm nghệ thuật là làm bạn nghệ thuật thích. Rất là nhiều lĩnh vực ở thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển. Dạ. Biết đâu hai đứa lấy nhau thành danh luôn sao? À. Bạn nam bên kia cũng rất là nghệ sĩ. Mà thường quen nghệ sĩ với nhau là mệt mỏi lắm. Có ghen không? Dạ không. Không ghen. Con không ghen. Không ghen là không có yêu á nha. Ủa sao vậy? Đâu phải là cứ ghen là yêu đâu chị. À đó. Không có ghen được rồi. Chàng trai bên kia có ghen không? Dạ ghen thì chắc chắn là có, nhưng mà mình phải tùy vào từng trường hợp chứ. Mình không thể nào ghen bậy bạ được anh. Đó. Rồi. Hỏi người thân đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi một mình à. Rồi. Ba mẹ ở quê. Không sao, có anh Quyền Linh. Có cái đàn guitar không sao cả. Em gái đi với ai cưng? Em cũng đi một mình. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan. Một mình, ta với một mình bạn ơi. Bây giờ mở rào. Các bạn tự chủ động trong công việc đi, rồi mình thể hiện tất cả tài năng của mình cho nhau nghe, để chinh phục đối phương nha. À, hôm nay đến chương trình có món quà tặng bạn. Em được cuốn sách. Tặng cuốn sách gì vậy em gái? Dạ em tặng quyển sách Luật Tâm Thức ạ. Vũ trụ hôm nay đã sắp đặt chúng ta gặp nhau. Thì xa nhau cũng là duyên phận, mà gặp nhau cũng là duyên phận. Phận làm con gái. Duyên phận đó. Sao? Dạ tự nhiên mà, gặp bạn nữ em thấy rung quá, đẹp quá. Đầu tiên mà nhìn Phượng thì đập vào mắt em là một gương mặt rất là xinh xắn. Và người mẫu mà. Dạ. Là trong tuần là thường là Phượng rảnh vào khi nào? Cái này cũng không rõ, tại vì lịch làm việc của em thì không có một cái lịch cố định. Thì với anh thì cái tính chất công việc của anh thì nó cũng hay đột xuất đó. Thì nhưng mà Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Phượng cần anh thì anh sẽ có mặt 24/24. Trời ơi. Thì không biết là Phượng có thích ăn pizza không? À, dạ thích. Vậy là mình cùng chung sở thích. Tháng nữa nếu mà được thì Hữu mời Phượng đi ăn pizza nha. Dạ. Sở thích thường của Phượng vào lúc rảnh là gì nha? Em có một sở thích rất là quái dị. Em buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xem chuyện, em sẽ nghe chuyện ma. Chuyện ma? Khó ngủ lắm thì em phải nghe chuyện ma mới ngủ được. Em thấy là ngược đời rồi đó. Lạ vậy ta? Có lạ ha? Có ngủ nghe sợ khó không ngủ được luôn. Quan điểm của anh à, trong tình yêu thì anh chỉ cần hai yếu tố thôi. Một là chung thủy, thứ hai là cần có cái tính kiên trì, nhẫn nại. Mình bao dung cho nhau thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ở đâu cũng được, ở chung cũng được, hoặc là ở, nhưng mà anh lại thích ở riêng hơn. Thì anh nghĩ rằng là ở riêng nó sẽ tốt hơn. Thì không biết là với quan điểm của Phượng trong tình yêu là như thế nào? Khi yêu em sẽ tạo cho người ta một cái cảm giác gọi là thoải mái. Em không có kìm cặp hay là như thế nào cả. Tại vì đối với em, quan điểm trong tình yêu là khi mà em yêu ai thì em sẽ cho người ta được sự tự do. Đó mới gọi là yêu. Hay quá. Còn trong chuyện gia đình thì em cũng thích ở riêng. Thì công việc của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ thuận lợi hơn. Anh thấy nếu như mà Phượng thì Phượng nghĩ thế nào về chuyện tiền bạc? Em sẽ không có thích kiểu em sẽ giữ của chồng hay là như thế nào cả. Thì mỗi người đều có cái thoải mái riêng. Tại vì em là một người rất là độc lập. Tại vì bản thân của mình còn không lo được thì mình lo được cho ai? Hay quá. Với anh thì chuyện tiền bạc thì anh thoải mái lắm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là người phụ nữ có một cái thiên phú rất là hay, là giữ tiền rất là giỏi. Và cũng như là biết được lúc nào mà cần đầu tư để phát triển về tiền. Thì anh thấy là phụ nữ rất là hay. Nên chuyện tiền bạc thì anh nghĩ rằng là sau này nếu mà về chung nhà thì anh sẽ nhường cho vợ giữ hết. Còn về sự nghiệp thì trong tương lai anh muốn là khoảng 3-4 năm nữa anh sẽ có một cái trung tâm về đào tạo. Rất rõ ràng về quan điểm.
hai bạn này làm cho mình khỏe quá ta. Đúng rồi. Mình không cần phải làm gì hết. Thoải mái chia sẻ và biết cách để chia sẻ với nhau cho hiểu nhau nhiều hơn. Giao lưu âm nhạc đi. Đúng rồi. Bây giờ chồng hữu có thể đàn cho bạn gái hát và bạn gái cũng thích hát đó. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát mà em sáng tác, tại vì em cũng rất là máu nghệ sĩ. Bài hát này em sáng tác được mang tên là Lời Anh Muốn Nói. Xin gửi đến bạn nữ cũng như là tất cả quý vị ngày hôm nay. Và lời anh muốn nói với em là, là tình ta sẽ mãi không phai nhòa. Dù đời phong ba ngàn giang lao, tình ta mãi như vậy. Chỉ cần trái tim ta có nhau. Và lời anh muốn nói với em là, và sẽ chẳng hứa những điều xa vời. Ngày chiều buồn xuân bàn tay vẫn giữ chắc năm không buồn. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Gần bên nhau đến ngày mình xa nữa vẫn không rời. Dạ xin hết ạ. Em xin phép mới gửi đến tỉnh Nam cũng như khán giả ở đây một ca khúc mang tên là Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring see like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me. Em xin hết ạ. Chồng hữu ấy tiến tới ha. Chúng ta nắm tay bạn gái. Hai người đứng kế với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, giao lưu cảm xúc chút xíu. Nắm tay nhau nào. Hai bạn cầm xin phép nắm tay Phượng nha. Tay ấm quá. Anh thật sự là không phải là một người quá lãng mạn, nhưng mà nếu như em cần một người chín chắn, bản lĩnh để mà chăm sóc cho em thì anh có thể làm được. Dạ. Chuyện tình cảm của em nó không có được may mắn, cho nên là em chỉ mong gặp được một người thật sự thương em, mang những cái cảm giác ấm áp nhất tới cho em. Rồi. Về ghế ngồi đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Thời gian đủ để các bạn cảm nhận xem người này có hợp với mình hay không. Nếu hợp, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, bấm ngay cái nút đó để chúng ta tiến xa hơn, tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ cảm ơn. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chị Trời. Ôi, tự nhiên tôi thấy bên đây còn màu xanh, tôi hết hồn luôn á. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Mình hãy nhìn thẳng vào ống kính ha. Xem như gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình. Mình xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu nhau. Dạ, con là chồng hữu. Hôm nay có dịp là cái cơ duyên để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ngày hôm nay gặp được Phượng cũng là một cái duyên rất là đẹp. Thì con xin phép gia đình bên nhà Phượng thì xin phép cho con được quen Phượng. Thì trong tương lai con không hứa trước điều gì cả, nhưng mà nếu như hai đứa con cảm thấy đủ vững chắc, đủ tin tưởng nhau, có thể là sẽ có một cái đám cưới rất là đẹp. Đây là món quà dành cho các bạn. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị Lan, cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Rồi, các bạn đi đường này nè. Đi đi, chị Lan cầm đồ cho. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên đó, nhiều khi phải cái cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám dỗ nấu mấy mâm? Đa số đặt luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Nãy giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Trai,
Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đỗ Quang Hải, sinh năm 1983. Nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là... Trước dịch đó thì em làm ở trên này. Nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Em về Biên Hòa mở Pizza cà phê được không? Dạ, dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đường tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ nhưng mà bên nhà, bên đằng bố em này người Bắc thì không có chịu, sợ mình khổ này kia, không chịu. Trời, bắt rễ có gì đâu khổ trời. Tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá. Rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Dạ. Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh hả? Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm riết cũng không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc, mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình. Làm cho mình không có thời gian để làm một cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình. Dạ, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lộng động. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thế giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị. Tại vì bề trên cho anh sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói, nói chung là lễ phép với tại vì bên đây, bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái anh nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn. Nên nhiều khi phải cần những người biết anh nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ, hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không đi kịp. Thôi nay nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ, đó tôi được mời anh chị về. Rồi, khỏe. Dạ, rồi. Mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ, em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm. Thì 15 năm thì mọi người biết là Tươi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok về kinh doanh, cũng hai em cũng hợp. Thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi, để xem mặt nhà gái đó coi.
Nên đã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Giờ quan trọng mình mở rào ra hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có cái chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Ôi chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nước đang về đám giỗ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đầu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đập luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về làm dâu nấu đám giỗ nấu một cái là ê hề là không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Trời ơi, mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải... Là... Ta muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không, bàn riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Ừ. Coi mình có đến được hay không thôi. Ừ. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn nó nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Thu là bên em thôi, chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm đó, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? Những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm dạ đi nhịn gì nữa trời. Chúng ta đang nắm giỗ thôi. Mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó.
chúc cho hai em sẽ sớm tìm được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Rồi giữ lấy tất cả những kỷ niệm đó, hãy chăm sóc để những kỷ niệm đó nó thăng hoa trở thành một tình yêu đẹp các bạn nhé. Hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin vui của hai bạn. Ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Kiểu như là biết yêu thương em nữa và yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan đồ không? Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say người ta nói thật lắm, trong công việc hay là trong hàng ngày á. Nhà gái, thôi mời nhà trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về bản thân. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả cùng với hai vị MC và bạn nam bên cạnh. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện tại em là giáo viên tiểu học của một trường tư thục ở Bình Thạnh. À, giáo viên hè gì xuất hiện với một cái bộ áo dài nền nã, tôi thích quá à. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, mời nhà trai. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Quý, hiện tại em đang làm việc ở phòng COD, nhân viên xuất nhập khẩu Logistics. Em hiện tại đang ở đường số 2 Đồng Văn Cống, thành phố Thủ Đức. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Em lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vừa lên được 9 tháng. 9 tháng hả? Dạ. Em lên đây ở với ai? Dạ, em lên đây em ở với chú em. À, chú em ở Thủ Đức luôn hả? Dạ. À, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi. Dạ, nói về ưu điểm của em thì theo mọi người nhận xét thì em có một số ưu điểm như là viết chữ đẹp. Đây là một trong những nghiệp vụ sư phạm của giáo viên tiểu học. Và em thích làm từ thiện. Hồi là sinh viên thì em có đi hiến máu nhân đạo cũng như là tham gia các câu lạc bộ dạy tình nguyện. Còn nói về khuyết điểm thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là em khá là đam mê công việc nên là nhiều khi ít có thời gian dành cho bản thân của mình. Nên là thường thì một ngày 24 tiếng thì em dành hết hơn 20 tiếng để dành làm việc. Thời gian ngủ thì khá là ít. Và đôi khi thì cũng nóng tính, nhưng mà nhờ làm nghề giáo viên nên cũng quản lý được cảm xúc của mình. Thật ra thì những cái khuyết điểm của em nó không có cái gì hết trơn á. Tại vì nhiều khi chưa có bồ á cho nên không có dành thời gian cho bản thân á. Tới hồi có bồ rồi là sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn, đúng không? Dạ. Tập trung cho bồ nữa. Rồi, nhà trai, bên đây người ta dễ thương lắm đó nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho bên kia nghe đi quý. Dạ, khuyết điểm của em là ngại giao tiếp giữa đám đông với lại sợ ma. Sợ ma hả? Dạ, nhưng mà em chưa biết mặt con ma ra như thế nào. Em thấy điều còn sợ hơn nữa. Thật ra không có ma đâu, đó là do mình ám ảnh thôi. Không có đâu, đừng có sợ nữa ha. Dạ. Anh nói thôi trên còn sợ chúa nữa. Dạ. Anh nói thôi trên còn sợ chúa nữa. Dạ. Rồi thí dụ giờ anh thí dụ như em đi chơi với bạn gái, đi Đồng Tháp về thăm quê em, rồi lỡ chúng ta khuya chúng ta mới đi thăm nhà người thân gì đó, lỡ khuya rồi em với bạn gái em đưa bạn gái về nắm tay bạn gái rồi gặp con ma rồi em bỏ bạn gái em chạy, hay là em nắm tay em giữ tay bạn gái không chạy? Đi hai mình thì chắc không sợ đâu, phải không? Lúc đó thấy con ma hay là sợ ma quá luôn, bỏ bạn gái chạy luôn. Dạ dạ luôn. Ông Mai hỏi cái này khó cho người ta quá à, tội nghiệp. Tại vì á, biết sao nó lâm vào trường hợp của anh Linh rồi. Bởi vì xưa lâu lắm rồi, xưa anh có một lần học lớp 12, 11 á, là anh có để ý một cái cô gái ở xóm bên kia. Xong rồi lúc đi học về đưa cô ấy về tới nhà lúc 5 giờ mấy, đứng nói chuyện xong tới 6 giờ rưỡi bắt đầu cái cổ đưa anh ngược về nhà. Cổ đưa anh về tới nửa đường thôi, cổ không đưa nữa. Thế là đang chưa tới nửa đường á là mình thấy có gì nghe rét rét chạy qua kia, bỏ cổ mình chạy mất tiêu. Đó, kiểu vậy đó. Dạ. Là cô giận mình luôn. Dạ. Cô chơi với mình luôn. Dạ. Là do mình sợ ma đó. Nó dạ. Tập quen với ma đi em. Em về em coi phim ma nhiều đi em quen à. Có một cái tật xấu gì không? Dạ em không có. Không có. Uống rượu có không? Dạ có, uống bia. Uống lầy không? Dạ không. Ờ vậy được. Bây giờ nói một chút xíu về đường tình duyên đi Quý. Dạ em có 2 mối tình. Hai mối.
Mối tình thứ nhất là năm em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 11 tháng. Cái mối tình nó quen bao lâu? Tầm khoảng 7 tháng. Rồi sao chia tay? Dạ do lứa tuổi, hai bên lứa tuổi nó bị chênh lệch với lại cách sống khác nhau nên... Chênh lệch nhiêu tuổi? Dạ em thua bạn gái đó 7 tuổi. Em thua có 7 tuổi hả? Dạ. Bên kia hai mấy tuổi quên rồi? Dạ năm nay em 25 tuổi. Quý nhiêu? Dạ em 27. Sinh rồi vậy được, chúng tới 7 tuổi nha. Đường tình duyên ta trắc trở vậy đó. Quen có 7 tháng thôi là mối tình dài nhất rồi đó. À, còn bạn gái của mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chưa có quen bạn nào hết đó chị. Chưa có mối tình nào luôn. Ta học xong tới hết lớp 12 rồi đi học sư phạm. Dạ, là cũng rồi. Hết thời gian rồi, rồi đi làm là rất là yêu công việc cho nên đâu có thời gian đâu. Dạ đúng rồi. Vậy thì em bây giờ muốn tìm người yêu thế nào hả em gái? Em chỉ cần tìm một người yêu là đầu tiên là phải có đạo đức, biết tôn trọng ông bà cha mẹ, kiểu như là biết yêu thương em nữa và yêu thương bản thân của mình. Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan được không? Có yêu cầu bé khỏe bé ngoan được không? Nói về ngoại hình thì chỉ cần anh ấy cao hơn em thì khoảng 1m7. Em nghe nó không hút thuốc lá là thích rồi chị. Nói chung là những nhu cầu của cô gái bên này cũng rất là đáng yêu, dễ thương và dễ đáp ứng. Chào em. Dạ chào chị. Chị thấy về ngoại hình là có thể đáp ứng được cho em rồi. Ngon lắm. Ngon lắm. Cái hình mẫu lý tưởng về người bạn gái của em là gì? Em thích người bạn gái là mẫu truyền thống. Trời ơi, giáo viên là truyền thống. Dạ. Truyền thống lắm. Mặc cái bộ trang phục bước ra một cái là thấy truyền thống rồi. Tại em thích hướng nội và truyền thống. Tại vì em gốc miền Tây nên em thích phụ nữ nó truyền thống hơn. Chứ không có đầu xanh đầu đỏ, xăm mình lè lè thế này kia. Nhưng mà xăm hình nhỏ nhỏ được không? Dạ em không, gia đình với lại em hồi nào giờ không có cái cách nhìn tốt về cái đó. Để hỏi cô giáo, cô giáo có hình xăm nào không? Cô giáo có hình xăm nào không cưng? Dạ ba em cũng rất là khó tính nên hồi lúc em có nhuộm tóc nhưng mà ba kêu là đi nhuộm lại. Em để dài rồi em cắt nó đen lại. Còn hình xăm thì cũng không dám xăm cái nào hết. Nó trời ơi quá trời truyền thống rồi. Vậy là hai người truyền thống gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Còn gì khó hơn nữa không? Có đòi hỏi nấu ăn được không? Dạ không, đó em làm được. Rồi, quá ngon. Nhà có anh trai không? Dạ không. Ừ, tưởng có gả cho chị Lan, chứ chị Lan đáp ứng đủ nhu cầu. Rồi, đến qua anh xem nhà gái sao. À, chào em gái. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Dạ, là đánh vợ. Đánh vợ? Này căng rồi nha. Không ai thích cái điều đó hết trơn á. Sao? Mình thấy là mỗi lần mà mình nổi nóng lên là mình có thường cắn tay, hạ cắn chân không? Dạ, phụ nữ là để yêu thương rồi. Rồi. Nói là phải giữ nha. Còn rồi. Gì không thích nữa? Dạ không biết là anh ấy uống rượu xong anh nó đi ngủ hay là anh ấy uống bia xong thì anh ấy có nói gì không? Sao? Có không? Dạ khi mỗi mà... Mỗi lần mình xỉn đó là mình sao? Nhớ dạ. Không? Dạ nhớ. Em dùng rượu bia là nó có cái mục đích. Cái thứ nhất là để khai thác đối phương. Trời ơi, người ta, người ta em thì đô mạnh hơn. Nhưng mà với lại có một chút xíu ăn gian vô chút xíu. Khi mà ta say người ta nói thật lắm. Trong công việc hay là trong hàng ngày để mình tiếp thu. Rồi thì đừng lo nữa em gái. Sau chương trình này sao không ai đi nhậu với nó nữa? Sao vậy? Khai thác. Đúng rồi. Chết rồi, khai trên đây là dại rồi. Yên tâm. Chết. Rồi yên tâm, chuyện nhậu là không có gì rồi ha. Yeah. Yêu cầu thì hai bên đó bàn bạc hết rồi. Bây giờ vấn đề là mình gặp nhau để thấy thế nào thôi. Em gái đi với ai? Dạ đi với hai em gái ở dưới. Hai em ruột là đúng không? À, con xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. À, và chào các khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin gửi lời chào đến anh trai ở đây ạ. Em cũng có một vài lời muốn nhắn nhủ với anh, đó là chị hai em thì rất là tình cảm và giống như là rất là thật lòng. Mỗi khi mà dành tình cảm cho ai thì cũng rất là thật lòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chị hai em cũng có một cái tính là hơi bướng bỉnh một chút xíu. Em chỉ hy vọng là tìm được một anh trai có thể là thấu hiểu và bao dung cho cái sự bướng bỉnh đó của chị hai em thôi. Chị hai ơi, em thấy anh trai bên này thì về ngoại hình thì có thể là phù hợp với chị hai rồi. Còn về tính cách thì em nghĩ là bây giờ mình chưa có thể đưa ra một cái nhận định nào cả. Cho nên là em vẫn hy vọng là hai anh chị có thể
cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể cùng nhau bước xa hơn à. Dạ, cảm ơn. Chị Tư, ý kiến chị Tư sao nè? Thì con thấy là anh trai là chững chạc, trưởng thành, nói chuyện cũng tình cảm. Con thấy anh và chị cũng có một vài nét tương đồng. Ví dụ như là hai anh chị cũng là cùng quê miền Tây, chị con thì là gốc Long An. Hai người cũng gia đình cũng có một nét gì đó gọi là truyền thống. Cho nên là đến với chương trình, con thì rất là tin tưởng vào sự quyết định của chị hai. Nếu mà hai người có bấm nút trao cho nhau cơ hội thì con chúc cho hai anh chị tìm hiểu nhau thật là kỹ và đưa ra được quyết định đúng đắn. Dạ, con xin cảm ơn. Con là chị Tư đúng không? Còn có chị Năm nữa không? Dạ có. Có Út nữa hả? Có chị Năm nữa hả? Dạ có. Út nay nhiêu tuổi? Dạ Út năm nay là 18 tuổi rồi. Trời ơi. Vậy là bố nhà của bốn chị em gái. Tứ đại mỹ nhân. Từ từ từ, chị hai tới chị ba rồi chị Tư rồi tới chị Năm lên đây hết nha. Dạ. Để chú với chị Ngọc Lan lo. Được không? Dạ. Rồi, được rồi. Rồi, mở rào. Mở rào thôi. Mình con gái mà mình phải ngồi im. Rồi, bắt đầu đi. Tôi thấy có hai bó hoa rất là đặc biệt nha. Dạ. Đó. Dạ, đứng đây. Dạ, cảm ơn anh. Em trai đứng đó. Đứng đây. Mình hãy lý giải. Tại sao mình lại tặng hai bó hoa? Lần thứ hai đây là em đến với chương trình. Lần đầu tiên bó hoa, lần đầu tiên là ngày 23 tháng 2 vừa rồi. Thì em vừa mới tới cổng thì em test lên hai vạch Covid. Nên em phải quay về, ôm bó hoa quay về. Hôm nay nó khô rồi, em mua thêm bó nữa tặng ngày hôm nay. Tức là quý vị có thể thấy cái bó hoa này, cái bó hoa này nó khô hẳn luôn. Tức là bạn này rất là quyết tâm khi mà đến đây và quyết liệt để đem cô dâu về. Đó, dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Đến tham gia chương trình thì em cũng có chuẩn bị cho anh một món quà. Em cũng ráng trồng cái cây này mặc dù em có tay trồng cây. Đây, để chị hỗ trợ. Đó là cái duyên đó các bạn. Thật ra nếu như lần trước bạn trai tới thì nó đã khác rồi, đúng không? 23 tháng 2. Rồi, cảm ơn. Bạn có chuẩn bị cho anh một tờ thư. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đọc lá thư đi. Dạ, em xin đọc bài thơ là Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Dạng người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Hay quá. Rồi, các bạn về chỗ đi. Anh có câu hỏi gì cho em không? Em có cảm nhận gì về anh khi mới gặp lần đầu? Dạ, đầu tiên nếu mà chưa kéo rèm á thì em nghe anh chia sẻ thì rất là thích. Bởi vì cái giọng của anh rất là hay. Sau khi em gặp anh á, em nhận được bó hoa của anh và biết được lý do vì sao mà em có hai bó hoa trong chương trình ngày hôm nay thì em thấy là rất quý trọng buổi gặp ngày hôm nay ạ. Tại vì anh giữ bó hoa đó là coi như là cái sự cố gắng và coi thử cái duyên của mình tới đâu. Mình cũng cảm ơn chương trình ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho em lần thứ hai để ghi hình. Thì ngày hôm nay đó tới thì gặp được em. Dạ. Thì em có lời sau cùng muốn nói với bạn gái là chưa nói lời sau cùng đâu. Ừ, đúng rồi. Cứ nói lời kế tiếp đi. Sau cùng của cái chương trình này là sau những mối tình em thì hay bị lụy tình. Sau những lần chia tay là những lần khủng hoảng, những cơn ác mộng. Thì sau cái chia tay đó là làm cho em tỉnh mộng để em sống và làm việc. Và hai ngày hôm nay thì gặp được em. Thì anh mong đây là sự thật chứ không phải là ác mộng hay là tỉnh mộng. Ngày hôm nay là sự thật, là cái duyên của anh với em gặp em. Dạ. Yeah. Bây giờ mình tính hẹn hò đi. Thời gian của em thì như thế nào? Thời gian em làm việc giống như công sở vậy á. Thì thường khoảng 5 giờ là em có thể kết thúc ra khỏi trường học. Nhưng trừ những buổi họp thường là đầu tuần hoặc cuối tuần thôi. Còn lại thì thứ bảy chủ nhật em có đi học. Em đang đi học cao học. Nên là nếu như rảnh thì chúng ta có thể hẹn hò nhau vào cuối tuần, buổi tối thứ bảy chủ nhật. Hoặc là nếu như trong tuần chúng ta có chuyện gì đó muốn nói trao đổi với nhau thì có thể call cho nhau hoặc là hẹn ra một nơi nào đó nó gần một chút xíu. Thứ bảy chủ nhật thì em có đi học thêm, nếu như có lý do thì anh sẽ qua chở em, chừa thời gian một ngày hay ngày gì đó của một tuần hai tuần gì đó chở em đi học. Mình tính xem khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được, kết hôn với nhau được. Khi mà anh vừa ra trường thì anh đi làm cho công ty Hoàng Anh Gia Lai bên Campuchia, thì anh cũng không có quen mối tình nào. Anh về đây học thêm và là đang làm việc một cái ngành mới,
cũng chưa sẵn sàng về chuyện kết hôn, nhưng mà để cho nó đầy đủ hơn thì lúc đó sẽ tiến xa hơn. Còn hiện tại là mình vẫn tìm hiểu đến nhau. Vì khi anh quyết định kết hôn là anh có thể làm cho em mua một món đồ đó không phải suy nghĩ. Dạ, rồi. Thì anh mới kết hôn. Dạ, cảm ơn anh. Còn theo ước tính của em á, thì hồi nhỏ thôi. Và sau này em lớn lên thì cũng suy nghĩ là tầm khoảng 25 tuổi thì em sẽ quen một ai đó. Từ lúc đó là mình đã ổn định về công việc cũng như là việc học tập của mình rồi. Và khoảng mình quen nhau mà tìm hiểu kỹ á, và cảm thấy là hợp thì khoảng 2-3 năm. Hoặc là thậm chí là tìm một thời điểm mà thích hợp thì mình có thể kết hôn cũng được. Không nhất thiết là kết hôn sớm hoặc là kết hôn trễ, thời điểm phù hợp thôi. Rồi, bây giờ Quý tiến tới nắm tay bạn gái Ánh Tuyết ha. Em xin lỗi là cho em xin cái khăn giấy. Tại vì em bị phong thấp nên là tay ra mồ hôi. Có ngay. Tà áo của chị Lan nè. Lẹ lên, lẹ lên. Không có thời gian đâu. Nắm tay rồi, không có thời gian đâu. Đó là những giọt mồ hôi của tình yêu mà. Rồi, rồi hết. Tiến tới luôn. Những giọt mồ hôi của tình yêu ăn thua gì đâu. Nắm hai tay Quý. Đó, nhìn thẳng vào mặt bạn gái. Rồi mình nói lên cảm nhận. Từ nãy giờ nói chuyện mình thấy cô gái đối diện như thế nào? Dạ, cảm thấy cái giọng nói của bạn gái thì học ngành sư phạm, giáo viên thì giao tiếp giữa đám đông, rồi cảm thấy giọng của bạn gái ấm áp. Và ngày hôm nay thì gặp được bạn gái cũng thích hợp với em về cả tính cách, về cả cách sống. Rồi, em gái, tới em gái nói đi. Em thì rất là thích tính cách của anh Quý. Nếu như có cơ hội thì em cũng mong muốn là về quê anh chơi hoặc là tiến tới một mối quan hệ tốt hơn, ví dụ như là kết hôn. Thôi, bây giờ chúng ta trở về với ghế ngồi và đưa ra quyết định của mình. Quyết định bấm hay không bấm là của các bạn. Bấm là phải chân thành, bấm là phải thật lòng mình, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em bấm. Các bạn là tôi hết hồn luôn á. Anh bấm nhẹ quá hả? Dạ đúng rồi, hơi ứng ứng nhẹ nhẹ á. Làm chúng tôi hồi hộp. Trời ơi, thật sự luôn. Thật ra các bạn rất là hợp với nhau á. Chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay đi. Bây giờ là Quý, gia đình của Ánh Tuyết đang xem chương trình. Em xin phép hai bác, xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Dạ, không biết nói gì hơn. Chỉ gửi đến gia đình của Tuyết một lời nói chân thành nhất. Khi đến tham gia chương trình này, con cũng không ngại trắc trở. Đến đây lần thứ hai và rất là nghiêm túc và rất muốn tìm hiểu Tuyết, con của hai bác. Dạ. Và cũng muốn gửi tới người thân của con là nội ơi, con sẽ dắt Tuyết về một ngày gần nhất. Thật là cảm động. Cháu dâu tương lai gửi lời chào nội Tuyết đi. Dạ, con chào bà nội. Hẹn một ngày nào đó là anh Quý dẫn con về chơi với nội ạ. Trời ơi, thôi. Nội vui rồi. Hy vọng hai đứa sớm về để gặp nội nha. Dạ. Đây là những món quà chúng tôi dành cho các bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Bây giờ thì chúng ta hãy đến tới cặp đôi thứ hai để xem câu chuyện của họ như thế nào và họ có bấm nút với nhau hay không nha. Xin mời.